Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog trưa nay ạ. À. Dạ, Hải My 14 xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Hải My 14 trưa nay. Trưa nay mẫu cầu có bữa nay chủ nhật khán giả cũng hơi đông ha cô chú anh chị. Đó. Hôm nay là chủ nhật mẫu cầu khán giả quá chừng luôn ha. Cái cây đưa vô anh đó đó anh. Ảnh à, đem dưới anh bỏ anh dĩa giùm cho. Mẫu cầu đẹp không chị? Năm là lên thăm cầu. Một năm lần anh chị ở đâu lận? Ở Cần Thơ, Hà Nội hả? Nói chung là tất cả những người yêu mến nghệ sĩ Vũ Linh thì đến. Dạ. Chị bánh để đâu? Anh đưa cho cái anh Ngọc. Anh Ngọc ơi, anh Ngọc ơi lấy bánh giùm cái. Bữa nay là chủ nhật mậu cầu khán giả tới đông quá ha. Hôm qua mấy chị về hết có xe 30 chỗ đó nha chị. Hương ở bên đây nè mấy chị có hấp ba có hủ hương. Dạ, mà mấy chị không có hương cũng được, ở đây có hương sẵn. Ở đây chăm sóc cậu là cậu anh chị nha. Mát mẻ. Ngang ở bên cái hũ trên đây nè anh. Ở trên nè, hồi nãy nè. Dạ. Mình người Hà Nội hả chị? Wow, vậy là cũng yêu mến chú ha. Chị mới bay già vào luôn hả? Chị ba dạo là chị đi thẳng lên đây luôn hả chị? Dạ đúng, dạ, đúng rồi chị. Rồi trời. Wow, Tây Ninh Cần Thơ. Mình là một nhóm bạn hay sao? Một nhóm bạn. Hẹn nhau cái mình đi chơi hay sao? À, Tây Ninh Cần Thơ Hà Nội. Mà đặc biệt cái là từ ngoài Hà Nội bay thẳng là bắt đầu đi thẳng từ vô đây luôn nha anh. Đi lên cậu luôn á. À, quá là đặc biệt ha. Chắc là mình hẹn nhau ở sân bay Tân Sơn Nhất đúng không? Sau đó là cùng nhau lên đây hết luôn. Quá là quý. Có một mình chị là từ Hà Nội vào thôi. Thấy chưa, nhóm. Mấy anh chị khác khác thì từ Cần Thơ ha, Tây Ninh rồi ha. Một chỗ. Để hẹn đi chung. Dạ. Cái này ngày xưa mình học chung hay sao ha? Những người mến mộ nghệ sĩ Vũ Linh. À, vậy là team. Vậy là cái fan á, cái fan thần tượng cậu năm là điên, còn học không là điên. Vậy là đó, vậy là fan thần tượng đúng không? Người bắt mà hát cái hương đấy. Không, đặc biệt. Trời ơi, chị hát tặng cho cậu một đoạn được không chị? Hôm nay mình có dịp vô thăm cậu, mình hát tặng cho cậu một đoạn đi. Chị cũng không đoạn cái... nghệ thuật ở Hà Nội. Nhưng mà chuyên về cải lương. Quá đặc biệt ha. Đó, mấy người em phải người giọng Bắc mà hát là... hay lắm á. Giọng Bắc hát Nam đâu đến đây chị? Chị Hà Nội. Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Quận Hai Bà Trưng. À, bây giờ chị tặng cho cậu một đoạn ngắn thôi. Không có. Đâu có đâu chị. Đâu có đây là đó là bà con Tiền Giang lên nè, khán giả này đến đồng luôn với chú chị. Đồng luôn ha. Hát đoạn tủ rồi chị. Tủ nó đang nào nhưng mà đây là ông vua Hồ Quảng đó mà. Chị đâu rồi? Đi qua Hấp Hương rồi. Chị qua Hấp Hương. Không muốn Hà Nội hát cơ. Mà mấy anh mới chạy đi Hấp Hương nè. Đây chắc có lẽ là một trong những cái giây phút thiêng liêng khi mà mọi người được anh quay đến liên chú lần đầu tiên đúng không? Đặc biệt là chị từ Hà Nội hay chị bay vào để khán giả không thể nào mà tin được là hôm nay là đến
đông quá ha. Anh kênh lớn mà từ từ anh đăng cũng có view à. Anh sợ mấy kênh nhỏ thôi chứ. Mình vừa cúng xong một mâm cơm chay xong rồi cái tới chị. Khán giả tới tấp nập không không? Chị bộ sâu thiên kim. Để xong khán giả Tiền Giang rồi bộ sâu thiên kim rồi mấy chị anh chị ở Hà Nội vô nữa. Ủa con heo à, con heo lật cửa hả? Hồi nãy cúng cúng rồi xong cái thấy chị lật lại nữa. Giống vụ con gà bà Sáu vậy. Cái đó anh không biết. Kỳ vậy? Cúng rồi thì đớp xuống chứ sao lật ngửa lên kỳ vậy? Giống cái vụ con gà của bà Sáu vậy. Sao người ta không ghim con dao ở trên lưng? Ghim trên lưng mới lật lại. À ghim trên lưng mà lật lại. Mà lật lại kỳ vậy, giống con gà của bà Sáu vậy. Đúng không? Lúc đó con gà bà Sáu đang bỏ bây giờ bỏ là một chút xíu con heo này bỏ luôn nè. Bỏ con gà bỏ. Thì không con gà cũng vậy. À bữa nay ai chơi 5 cái đèn màu đẹp chứ? Trời ơi hả? Hỏng con gà lật ngửa em bỏ, bữa nay con heo lật ngửa mấy con bỏ. Ngộ nha, cái này mà không bỏ mới kỳ đó nha. Mấy anh mấy chị giờ đi thắp hương hàng xóm cộng năm ha cô chú anh chị. Thôi vậy mình đi vô mộ lại đi, quay mộ cậu đi, tại đi từ tối giờ rồi sáng có thắp hương cúng cho cậu hai cái vừa hấu, nhưng bây giờ thì Bùi Hải mới thi bằng lái về đậu bằng lái rồi. Rồi Bùi Hải vô quay một cậu ha cô chú anh chị. Đi bằng lái à. Thì cũng nhờ cậu phù hộ với ông bà hàng xóm của cậu phù hộ độ cho Bùi Hải thi đậu bằng lái. Bùi Hải cũng cảm ơn cậu Năm với hàng xóm của cậu. Ngày mai Bùi Hải sẽ trả lễ cho cậu, mua đồ vô trả lễ cho cậu. Bữa nay chủ nhật là mộ cậu cũng đông ha. Xe 16 chỗ đậu bên kia là cô chú anh chị. Đó, không? Xe 16 đậu bên đó nó cô chú anh chị. Đó, hồi Hải My 14 cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Hải My 14 ạ. Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog ạ.